Theo cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thời gian vừa qua có một số tổ chức cá nhân đã quảng cáo ký hợp đồng, thu tiền không đúng quy định, hứa hẹn đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Cục đã đề nghị cơ quan công an một số địa phương điều tra hành vi vi phạm pháp luật của một số tổ chức như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tư vấn du lịch và du học quốc tế TNQ, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ du lịch LNA để tránh bị lừa đảo cục quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động cần tìm hiểu rõ thông tin và chỉ đăng ký tham gia chương trình này thông qua các cơ quan chức năng tại địa phương là sở lao động thương binh và xã hội và trung tâm dịch vụ việc làm không đăng ký tham gia với bất kỳ tổ chức cá nhân môi giới nào khác